Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Các anh chị ơi, hôm nay là ngày đầu tháng, bếp ga nhà em Hương vừa mới cập bến xong. Rất là nhiều bếp luôn cả nhà ạ. Các anh chị vào xem bếp thì cho em Hương xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giới thiệu và báo giá nhanh cho các bác một số mẫu bếp ga thông dụng, dễ dùng. Đây cả nhà nhé, đầu tiên đi ạ. Đầu tiên sẽ là một chiếc bếp đến từ nhà Linai, mã M1 em để giá luôn các anh chị nhé. Mã M1 giá chỉ 1,7 triệu thôi các bác ạ. Đây là cái dòng bếp mặt sơn nhé. Nếu như mà bác nào thích cái dòng bếp giá rẻ dưới 2 triệu thì có thể lấy cái chiếc bếp ga này. Nhà em Hương tại Thanh Hóa các bác nhé. Nếu mà mình ở gần thì em mời các anh chị qua nhà em Hương xem hàng. Nếu mà mình ở xa thì nhắn tin cho em Hương về nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình. Kiềng của bếp các bác này, kiềng là của cái những cái dòng bếp như thế này thì đều bằng thép không dỉ rồi. Còn có một cái bích chắn dầu đây nữa, mình có thể lấy ra để mình vệ sinh. Cái chiếc bếp này là dòng mặt sơn ạ, dòng mặt sơn. Cái chiếc này thì chỉ có giá là 1,7 triệu thôi. Hai bếp nấu phía trên và một lò nấu phía dưới. Thực ra thì các anh chị không có lo là bếp ga rẻ tiền mà mình không có gọi là chất lượng không tốt đâu. Tất cả các bếp ga, kể cả dòng đơn giản hay là những cái dòng tầm 8-9 triệu, lát em Hương sẽ giới thiệu ở cuối video, thì cũng đều bảo hành cho các anh chị 1 năm hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp luôn nhá. Giá bán thì đã bao ship cho các bác rồi. Đây ạ, thay chưa pin đây các bác ạ. 1,7 triệu mã M1 nhá. Mình mà ưng cái mã này thì chụp màn hình bếp lại, xong rồi gửi qua Zalo của em Hương ạ, 0359014200 là số của em Hương. Sang một cái mã bếp tiếp theo, em Hương chỉ quay báo giá nhanh thôi nhá, em sẽ không test lửa. Còn nếu như mà anh chị nào mà thích muốn test lửa của bếp thì em Hương sẽ test và gửi cho các anh chị sau ạ. Mã M2 là một chiếc bếp màu đen. Cái mặt này rất là đẹp luôn đấy ạ. Màu men kim tuyến, đẹp lắm cả nhà nhỉ, rất là đẹp luôn. Chiếc bếp này thì có thêm các cái chế độ khác, ví dụ như là nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo, 3S ở bên bếp trái và tùy chỉnh nhiệt độ. Chiên rán ở đây nhá, nướng một tầng. Thực ra nếu mà nấu nướng an toàn thì mình chỉ cần lấy những cái dòng bếp đơn giản thôi. Dòng bếp đơn giản thôi, không quá nhiều chức năng làm gì cả các bác nhé. Chiếc này mã M2 giá 2,4 triệu. Đấy, M2 2,4 triệu các bác nhé. Mình ưng thì mình chụp màn hình lại gửi qua cho em Hương ạ. Em Hương sẽ đi sang các cái mã tiếp theo. Mã M3 đây các bác nhé. Mã M3 là một chiếc bếp dòng mắt ếch. Đấy, hôm nay về rất là nhiều bếp luôn. Sơn, men, kính gì có hết. Em Hương sẽ giới thiệu những cái dòng bếp giá rẻ từ 1,7 triệu thôi nhé. 1,7 triệu đến 8,5 triệu. 8,5 triệu các bác nhé. Một em ếch xanh, đúng là đúng với cái tên ếch luôn đấy cả nhà. Mặt trên cũng màu xanh và phía dưới đây cũng màu xanh luôn ạ. Cái dòng này là dòng họng đúc thì em Hương luôn chia sẻ đấy. Họng đúc, nồi đồng, cối đá, siêu bền luôn các anh chị nhá. Đấy, siêu bền luôn ạ. Các anh chị nhìn cái chi lửa của bếp này, vẫn còn rất là vuông thành đứng cạnh. Đây, họng của bếp đây ạ. Dòng mặt kính thì các anh chị lau chùi cũng rất là sạch sẽ, rất là dễ rồi. Nếu như mà mình đang tìm kiếm một chiếc bếp khoảng tầm 3 triệu thôi, 3 triệu thì các bác lấy cái chiếc bếp này. Thương hiệu Haman cả nhà nhé. Haman, Norit hay là Tokyo Ga rồi Osaka Ga, đều là những cái hãng nội địa rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Đây ạ, quay sơ qua về thành vách cho cả nhà có thể theo dõi. Chiếc bếp này mã M3 em Hương bán với giá là 3,1 triệu. Hàng về nhiều quá, chỉ là không có thời gian để quay video gửi cho các bác thôi. Em chỉ quay sơ thôi nhé. Còn bác nào mà muốn video tiết lửa thì em Hương sẽ gửi sau ạ. Em sẽ qua mã số tiếp theo. Dạ vâng, tiếp theo là một chiếc bếp mã M4 các anh chị nhé. Mã M4 đấy ạ. Một chiếc bếp dòng mà bếp kính full chức năng của nhà Linai. Bếp rất là đẹp luôn, bo viền nóc này cả nhà. Một chiếc bếp full nóc luôn, bo viền nóc nhá, kiềng nóc và cũng chia lửa cũng là bằng nóc luôn. Để em Hương quay cho cả nhà có thể theo dõi này. Cái mặt kính màu sáng kim tuyến. Bác nào mà lấy cái chiếc bếp này thì không còn lo là không có lau chùi bếp đúng không? Bếp chỉ cần dơ một tí xíu thôi là mình đã phải lau chùi rồi. Một chiếc bếp kính full chức năng. Chiếc này là em Hương bán cho cả nhà với giá đó là 4,5 triệu cả nhà nhá. 4,5 triệu chiếc bếp ga này. Linai RT S62 đây ạ. Bếp sẽ có chế độ hẹn giờ của bên bếp trái này, nấu cơm, nấu cháo, đây, nấu nước, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 160-200 độ C, phím 3S và hẹn giờ bếp nướng. Cái khay nướng này thì 2 tầng lửa. 4,5 triệu anh chị nhá. Em sẽ có 2 màu, đó là mặt kính màu sáng như thế này và mặt kính màu xanh nhá. Mình ưng cái mẫu nào thì em sẽ gửi hình qua cho các anh chị ạ. Rồi em sẽ qua mã bếp tiếp theo nhá. Mã bếp tiếp theo cả nhà ơi. Mã bếp tiếp theo ạ, mã 15 em Hương để giá bên cạnh số mã luôn nhé. Các anh chị cứ chụp cái mã lại là gửi giúp em Hương. Một em bếp gọi là dòng bạn đầy đủ mặt men của nhà Linai. Cái dòng này thì cũng tương tự như là Paloma thôi. Đấy, Paloma môi chè sẽ có các phiên bản là 370 trở lại đến 340. Thì nhà Linai thì cũng ăn theo, gọi lại là cũng ra một cái sản phẩm tương tự như vậy nhé.
Cái dòng này cũng tương tự như là cái dòng mặt gãy, nhưng mà nó không phải là mặt gãy, và cái mặt ở phía trên nó cũng là dòng mặt men cả nhà nhé. Những cái dòng đời cao này, chiếc bếp này thì chỉ có từ đời 2019 trở lên thì mới có những cái dòng như thế này thôi. Đấy, Zina các bác này, đầy đủ các chế độ luôn ạ. Nấu nước này, nước sôi 5 phút, nước sôi tự tắt phím 3S, tùy chỉnh nhiệt độ trên rán từ 160 đến 200 độ C. Nướng thì hai tầng lửa, và đối với cái dòng nướng này thì gọi là siêu rộng luôn rồi nhá. Đồng hồ hẹn giờ của bếp, hẹn đồng hồ lò nướng này và hẹn giờ của bếp bên phải, sử dụng gọi là full chức năng, không còn thiếu một chức năng gì. Đời 2019 các bác nhá. Chiếc này thì em bán cho cả nhà với giá là 3,5 triệu ạ. Quay sơ qua thành vách cho các bác có thể xem dõi này. Đây, rất là đẹp luôn. 3,5 triệu cho cái em bếp ga này. Mình quan tâm tới cái mẫu này thì liên hệ em nhé. 2019 các bác ạ. Dòng bạn đủ các bác nhé. Những cái dòng bạn thiếu thì sẽ rẻ hơn, khoảng tầm dưới 3 triệu thôi, khoảng tầm 2 triệu mấy thôi. Nhưng mà đối với dòng bạn đủ như thế này thì giá phải trên 3 triệu. Đấy, 3,5 triệu cái em bếp này. Bác nào mà thích thì liên hệ em Hương ạ. Tiếp theo mã số 6 ạ. Mã số 6 là một em bếp gọi là dòng mặt đá các bác nhé. Một em bếp siêu vip nhà Paloma. Dòng mặt gọi là bếp khủng long đấy. Khủng long với lại hai thiết kế hai màu rất là đẹp. Đó là màu đỏ và màu đen nhé. Đây ạ, màu đỏ. Bo viền là đấy, bo viền là màu đỏ. Còn cái mặt này là mặt đá rất là nặng. Chiếc bếp này thì phải nặng gần 20 cân các anh chị ạ. Rất là nặng luôn. Kiềng của bếp các bác này. Đối với dòng mặt đá này thì các anh chị không có lo vỡ kính, bể kính gì đâu. Siêu đẹp rồi. Chiếc này thì bán cho cả nhà với giá là 5,5 triệu. 5,5 triệu các bác nhá. Các bác quan tâm tới cái mẫu này thì liên hệ em Hương. Khay nướng thì rất là rộng rồi. Không phải tự nhiên có cái tên gọi là khủng long đúng không ạ? Tại vì rất là nặng và trông rất là đồ sộ. Cái mặt của bếp này thẳng xuống, thẳng xuống, và cái phím nhấn thì hơi ngang ra ngoài. Đấy, bếp đánh lửa thì cũng bằng một đôi pin này các bác. Đấy, nấu cơm, nấu cháo này, nấu nước này, tùy chỉnh nhiệt độ trên rán từ 160 đến 200 độ C. Và hẹn giờ của ba bếp luôn, một đồng hồ nhưng hẹn giờ cả ba bếp nhé. 5,5 triệu cho em bếp ga này. Bác nào mà thích cái dòng mặt đá thì liên hệ em Hương nhé. Dạ, mã M7 anh chị nhé. Mã M7 là một chiếc bếp dòng mặt men đời cao của nhà Paloma. Chiếc bếp này thì em muốn xem là được sản xuất vào năm 2020 các anh chị ạ. 2020. Đây, cái cần gạt lượng di lửa bằng mạ chrome trông cực kỳ sang trọng luôn cả nhà ơi. Đấy, ngoài ra bếp còn có thêm một cái nốt gọi là nốt hầm. Nốt hầm các anh chị nhé. Đấy, chiếc bếp này là cái dòng bếp đời cao của nhà Paloma này. Hôm nay em về rất là nhiều bếp đẹp. Đấy, bác nào mà thích cái dòng nào thì cứ liên hệ em Hương nhé. À, chiếc bếp này em sẽ test lửa cho các anh chị thấy luôn. Chiếc bếp này quá đẹp luôn, quá đẹp và quá VIP luôn. 3,2 triệu cho phiên bản 2020 và có thêm nốt hầm cả nhà nhé. Đây ạ, quay thành vách cho các anh chị có thể theo dõi được luôn. Lửa thì cực kỳ xanh, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đi mọi ngóc ngách để quay nhà. Rất là đẹp. 3,2 triệu cho em nhà Paloma đời 2020 này. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ em Hương nhé. Em Hương chỉ báo giá nhanh như thế này thôi. Còn video tiếp bếp em sẽ gửi riêng cho các anh chị ạ. Dạ vâng, một em bếp siêu VIP nhà Zina các anh chị nhé. Bác nào mà đang tìm kiếm một em bếp dòng mặt gãy full chức năng thì có thể tham khảo chiếc bếp ga này. Đây là dòng phiên bản cao cấp nhất của nhà Zina các bác nhé. Dòng mặt kính bo viền inox và có cặp kiềng cũng là của Nhật luôn đây. Rất là ít kiềng về mà được nguyên kiềng, nguyên zin mà bằng inox như thế này của Nhật. Giá thì đúng là cái chiếc bếp này thì giá cũng cao thật, nhưng mà gọi là tiền nào của đấy các bác ạ. Quá là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng bếp này thì đời 2017. Đây, 3 đồng hồ hẹn giờ của riêng 3 bếp luôn ạ. Lò nướng này các bác này, lò nướng này nhá, điều chỉnh bằng phím điện tử này. Cái này là hẹn giờ của bên bếp trái. Nấu nước, nấu cơm, hẹn giờ. Đấy, tùy chỉnh nhiệt độ trên rán từ 130 đến 220 các bác nhá. Đây, bếp nào cũng có đồng hồ hẹn giờ. Bếp nào cũng đẹp, bếp nào cũng sang hết. Chiếc này thì đúng là giá cao nhưng mà gọi là đắt sắt ra miếng. Từng chi tiết, cái gì cũng đẹp hết ạ. Mã M8 em bán cho cả nhà với giá là 8,5 triệu các bác nhé. 8,5 triệu một em bếp siêu VIP nhà Paloma, dòng mặt gãy 3 đồng hồ ạ. Mã bếp số 9 các anh chị ạ. Mã bếp số 9 đúng là nhà nhiều bếp quá mà quay từng chiếc riêng thì không biết đến khi nào luôn. Hôm nay về phải tầm 50 bếp. Đấy, hôm nay trong video này em sẽ báo giá 10 mẫu nhé. Ngày mai em sẽ báo tiếp. Để bác ưng cái mẫu nào thì liên hệ em Hương ạ. Mã bếp số 9 báo giá đầu video 4,5 triệu. Full nóc và full chức năng. Đấy, RTS62, cái dòng rất là được ưa chuộng. Đấy, bác mua trên thị trường thì chiếc này khoảng tầm 5,5 triệu các bác ạ. Có shop em thấy bán lên đến 7 triệu. Chắc là giống như hàng mới luôn. Chắc là dùng 1-2 lần thôi. Còn bếp nhà em Hương thì cũng dùng nhiều lần rồi. Nên em Hương bán 4,5 triệu nhá. Nhưng mà về độ mới của bếp thì
cũng trên 80%, chiếc bếp này được khoảng tầm 85% các anh chị ạ. Đó, chiếc bếp mã M4 thì em Hương sẽ là màu trắng đấy, cái mặt màu trắng. Thì cái chiếc M5, à cái chiếc M9 này ạ, chiếc M9 này thì đó là mặt màu xanh, xanh đen cả nhà nhá. Đấy, chiếc bếp nào cũng sẽ là có kim tuyến hết, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chia lửa bằng nhôm hợp kim cả nhà nhá. Và có cái bích chắn dầu mỡ ở phía trên đây, em Hương quay sơ qua thành vách cho cả nhà có thể tham khảo này. Bếp rất là đẹp. Đấy. Riêng đối với cái phần thành vách thì bao đẹp cho các bác luôn nhá. 4 triệu rưỡi ạ, 4 triệu rưỡi em Hương bao ship đến tận nhà cho các bác M9. Và em Hương sẽ qua mã bếp cuối cùng ngày hôm nay đây ạ. Dạ vâng, mã bếp cuối cùng trong video ngày hôm nay các anh chị nhá. Một mã bếp cuối cùng giá là 1 triệu 9 thôi ạ. Nếu bác nào mà thích cái dòng bếp đơn giản dễ sử dụng thì các anh chị có thể lấy bếp này. Trong video ngày hôm nay thì em Hương đã báo giá và giới thiệu rất là nhiều mẫu bếp ga đúng không ạ? Nhiều mẫu bếp ga, mặt sơn, mặt men, mặt kính, mặt đá, loại bếp nào cũng có hết. Giá thì từ 1 triệu 7, triệu 8, triệu 9, rồi hơn 2 triệu, 2 triệu 3 đến dòng cao cấp đó là dòng 8 triệu rưỡi. Thế mình tùy vào cái nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình thôi. Cái chiếc bếp cuối cùng này đó là một chiếc bếp cũng dòng mặt men cả nhà nhé. Dòng mặt men phím vặn cực kỳ dễ sử dụng luôn và sử dụng giống như là bếp Việt Nam của mình thôi các cả nhà. Đấy, bếp rất là đẹp. 1 triệu 9 cho em bếp này, chỉ hơn bếp Việt Nam một chút xíu thôi thì tiếc gì không thử đúng không ạ? Mua chiếc bếp ga nội địa Nhật là mình mua cái sự an toàn, mua cái sự tiết kiệm về cho gia đình của mình rồi. Tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Đấy là những cái tính năng ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật. Còn nếu như mà mình lấy những cái dòng phun chức năng ấy thì nó sẽ có thêm những cái tính năng khác như là nấu nước, nấu cơm, nấu cháo rồi hẹn giờ. Và giá thành thì nó cũng sẽ cao hơn từ trên 2 triệu, trên 2 triệu đến khoảng tầm 4, 5, 7, 8, 9, 10 triệu cả nhà nhá. Đấy, một mã bếp cuối cùng trong video ngày hôm nay của em Hương là mã M10, giá là 1 triệu 9. Em sẽ quay sơ qua về không gian hàng nhà em hôm nay vừa mới về. Gọi chung là góc nào cũng bếp, chỗ nào cũng bếp thôi các bác ạ. Đây, rất là nhiều bếp luôn. Đây, một chiếc bếp này thì cũng chỉ 2 triệu 2 thôi các bác này. 2 triệu 2 chiếc bếp này nhá. Để em Hương quay sơ qua xong mình ưng cái mẫu nào thì chụp hình bếp lại và gửi cho em Hương. Rất là nhiều bếp luôn, la liệt bếp, góc nào cũng bếp hết. Rất là đẹp luôn đây cả nhà ơi. Các anh chị vào xem bếp thì nhớ ủng hộ em Hương một like, một đăng ký các bác nhé. Rất là nhiều bếp đấy ạ. Đấy, chiếc bếp này thì cũng chỉ 2 triệu 2 thôi các bác này. Bếp rất là đẹp. Đấy, em này là mã M2 đấy. Mã M2 giá là 2 triệu 4 này. Rất là nhiều bếp đúng không cả nhà? Các anh chị không có lo là cọc hàng xong mà em Hương không có gửi hàng đi cho cả nhà đâu. Bếp chỗ nào cũng là bếp cả thôi, rất là nhiều. Trên tầng thì sẽ là xe đạp. Nếu mà mình có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 là số của em ạ. Hàng về rồi khách sỉ khách lẻ thì sẽ hơi lộn xộn, nên là mình xem video thì thông cảm hộ em Hương nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Em ếch này thì em đã báo giá rồi, 3 triệu 1 cả nhà nhé. Thì em này là em mã 4 đây, 4 triệu rưỡi đấy ạ. Và em Hương cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi rời kênh thì các bác ủng hộ em Hương một like, một đăng ký các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.